Thưa quý vị, thị trường khách du lịch Nhật Bản được xác định là thị trường trọng điểm của du lịch thành phố Đà Nẵng với sự tăng trưởng ổn định. Việc phục hồi khách quốc tế, trong đó có thị trường Nhật Bản, là mục tiêu của ngành du lịch thành phố trong năm 2023. Theo Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, thành phố có bãi biển đẹp, đặc biệt là khu du lịch Bana Hills, một địa điểm tham quan vui chơi rất lý tưởng cho du khách. Ngoài ra, thành phố cũng có vị trí địa lý giao thông thuận lợi, khi gần các địa phương là những nơi có di tích lịch sử, những điểm tham quan văn hóa nổi tiếng. Vì vậy, Đà Nẵng là một điểm đến tuyệt vời cho du khách Nhật Bản. Hiện nay, đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và Tokyo đã được mở lại. Kết theo đó, các hoạt động giao lưu cũng trở nên sôi động hơn. Thời gian tới, nhiều đường bay từ các thành phố lớn của Nhật Bản đến Đà Nẵng cũng sẽ được nối lại. Tôi hy vọng rằng, thông qua việc nối lại những đường bay, thì du khách Nhật sẽ đến thành phố nhiều hơn, thúc đẩy phát triển du lịch hai nước, qua đó tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Nhật Bản. Thống kê của Sở Du lịch thành phố năm 2019, tổng lượt khách Nhật đến Đà Nẵng đạt hơn 183.000 lượt, tăng trưởng gần 200% so với năm 2015. Sau thời gian dài gián đoạn do ảnh hưởng của COVID-19, với chính sách mở cửa du lịch của chính phủ Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian qua, đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương du lịch rất lớn giữa hai nước và tạo điều kiện trao đổi du khách hai chiều giữa các thành phố của Nhật Bản và Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố có khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Mikazuki Resort & Spa mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, khu du lịch Surfer Bana Hills, công viên châu Á, khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài và hệ thống sân golf đẳng cấp thế giới có thể thu hút trở lại dòng khách này. Thị trường Nhật Bản cũng như các thị trường trọng điểm quốc tế khác luôn là cái thị trường gửi khách rất lớn đối với lại thành phố Đà Nẵng. Và chúng ta cũng đã có những cái kế hoạch phát triển các cái sản phẩm du lịch để đáp ứng được cái nhu cầu của các cái thị trường khách du lịch quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Vừa qua, thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2023, trong đó hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản đã thu hút nhiều doanh nghiệp du lịch tham gia, qua đó thúc đẩy sự phát triển du lịch hai chiều, bao gồm tăng lượng khách từ miền Trung Việt Nam đến Nhật Bản, cũng như tăng lượng khách từ Nhật Bản đến miền Trung Việt Nam. Sâu xa hơn, việc thu hút khách Nhật Bản đến Đà Nẵng và ngược lại sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản.